An Viên xin chào các bạn. Hôm nay An Viên chia sẻ một chuỗi bài chúng ta đi cùng với Tạ. Trong yoga, khi các bạn ứng dụng tất cả các dụng cụ vào trong quá trình để bổ trợ khi chúng ta đi bài, thì mỗi dụng cụ giúp cho chúng ta tác động thêm sâu, kích hoạt, mở kéo giãn cơ hoặc kích hoạt cơ nó mạnh hơn. Và Tạ hôm nay chúng ta sử dụng là Tạ 0.5, là nửa ký. Tùy theo mỗi bài và tùy theo hệ cơ thể của mỗi bạn và chuỗi bài các bạn ứng dụng vô làm sao cho phù hợp. Có thể các bạn có thể tập Tạ 1 ký hoặc 2 ký, tùy theo sự chọn lựa của các bạn cho phù hợp với cơ thể ha. Chúng ta hôm nay đi bài nè. Mời các bạn khởi động chân trước, duỗi chân trái gác chân phải, chúng ta xoay khớp cổ chân, cố gắng ngồi trong tư thế thẳng lưng. Mời các bạn xoay ngược lại, giữ lại kéo căng mu bàn chân và các ngón chân, lơi tay về ngược lại. Chúng ta đổi bên, gác chân trái và xoay khớp cổ chân. Mời các bạn xoay ngược lại, giữ lại kéo căng mu bàn chân và các ngón chân, lơi tay về ngược lại. Kéo cạnh ngoài chân trái vào khớp háng, mời các bạn nhấp gối, để căng cổ chân và đàn hồi dây chằng đầu gối khớp háng của mình. Mời các bạn giữ lại ấn đầu gối xuống sàn theo khả năng, quan sát sự căng giãn của cổ chân. Cảm thấy căng tức và đau thì các bạn đừng cố gắng ấn đầu gối xuống nhé. Mời các bạn cùng đổi bên, kéo chân phải vào khớp háng, mời các bạn nhấp gối. Mời các bạn giữ lại ấn đầu gối xuống sàn theo khả năng của mình. Mời các bạn chúng ta ngồi trong tư thế thoải mái nhất, hoa sen, bán hoa sen. Mời các bạn giữ cột sống cổ và cột sống lưng trên một đường thẳng. Hít vào, hai tay vươn lên cao, hai tay đan lại kéo giãn các đốt sống lưng. Cơ thể cố định của bạn trên một đường thẳng. Phần mông, hông, lưng và cột sống cổ. Mời các bạn cố định tại đó, hạ tay xuống đầu gối, ngửa lòng bàn tay. Ngón trỏ và ngón cái thủ ấn Chimura. Mời các bạn khép mắt lại, thả lỏng toàn bộ cơ thể của mình. Thả lỏng đỉnh đầu, thả lỏng khuôn mặt, thả lỏng đôi mắt, xương quai hàm, lưu giữ nét mặt tươi tắn. Thả lỏng bảy đốt sống cổ, thả lỏng đôi bờ vai, đến cánh tay, cổ tay, lòng bàn tay và các ngón tay. Thả lỏng toàn bộ cột sống lưng, thắt lưng, khớp hàm. Thả lỏng chân của bạn, loại bỏ những tạp ý, loại bỏ những âm thanh xung quanh, thu các giác quan vào bên trong, tập trung tối đa vào hơi thở sâu, hít vào bằng mũi, đưa hơi xuống bụng, căng tròn bụng lớn lên, thở ra qua mũi, hóp sát bụng lại, co nhíu hậu môn theo. Hít vào, đưa hơi xuống cơ hoành, xuống vùng đan điền, mở thanh quản. Thở ra, hóp sát bùng lại, nâng nhẹ lồng ngực, co nhíu nhị âm. Hít vào, đưa hơi xuống bụng. Thở ra thật chậm, thật chậm, hóp sát bụng lại, duy trì hơi hít thở. Hít thật sâu, thở ra thật chậm, hơi hít vào sẽ ngắn hơn hơi thở ra. Lắng nghe và kiểm soát hơi thở của bạn tôi đã. Mỗi hơi thở làm cơ thể của bạn nóng dần lên, kích hoạt tối đa vào các hệ cơ.
kích hoạt năng lượng trong cơ thể của bạn. Mời các bạn đưa ý thức trở lại với cơ thể của mình. Cử động nhẹ các đầu ngón tay. Nâng hai tay lên xoa nắm lòng bàn tay, từ chậm cho đến nhanh. Lấy hơi ấm của lòng bàn tay đặt trước hốc mắt, hơi ấm tỏa vào hốc mắt. Từ từ các bạn mở mắt ra. Mời các bạn hít thở con ong. Chúng ta nâng hai tay lên, đặt ngón cái vào lỗ tai, ngón trỏ trên hốc mắt, ngón giữa lên cánh mũi, ngón áp út và ngón út trên và dưới khóe miệng. Các bạn hít thở 3 hơi thở, sau đó các bạn hạ tay xuống. Hít vào đưa hơi xuống bụng. Mời các bạn hạ tay xuống đầu gối, khép nhẹ mắt lại. Các bạn hít thở đều. Từ từ mở mắt ra, mắt nhìn xuống phía dưới, chớp nhẹ mắt. Mời các bạn khởi động cổ thật kỹ nè. Gập cổ thở. Hít vào nâng đầu ngả cổ ra sau. Về thở cuộn cằm chạm xương ức. Hít vào nâng đầu ngả cổ. Về thở kéo căng tối đa 7 đốt sống cổ. Lần cuối hít vào nâng cằm ngả cổ. Mời các bạn giữ lại. Thở ra kéo căng tối đa 7 đốt sống cổ. Mời các bạn giữ. Hít vào nâng đầu lên, nghiêng đầu sang phải thở. Hít nghiêng trái thở ra giữ vai cố định. Hít phải thở, hít lên, trái thở, căng cơ cổ bên phải, hít vào, một lần cuối nghiêng phải thở, mời các bạn giữ lại, hít lên, nghiêng đầu sang trái thở, mời các bạn giữ, hít vào, nâng đầu, xoay đầu sang phải thở ra, hít, xoay đầu sang trái thở, hít, xoay phải thở, hít, xoay đầu thật chậm sang trái thở, lần cuối hít, xoay đầu sang phải thở, mời các bạn giữ lại, hít trở về, xoay đầu sang trái thở, mời các bạn giữ. Hít mời các bạn trở về, chúng ta cùng đổi bên chân và tiếp tục khởi động. Hai tay nâng về phía trước khởi động tay. Các bạn nắm ngón tay cái, bốn ngón tay nắm lại xoay khớp cổ tay. Mời các bạn xoay ngược lại. Hai tay ra ngang, các bạn xoay khuỷu tay của mình. Mời các bạn xoay ngược lại. Ngửa lòng bàn tay, gập hai tay đặt lên vai, chúng ta khởi động khớp vai. Cố gắng đi hết biên độ, hai trỏ tay khép sát. Ép hai bả vai xoay lại.
hai lần nữa. Mời các bạn xoay ngược lại. Mời các bạn hạ tay xuống. Chúng ta nắm hai quả tạ của mình lên. Hít vào, đưa hai tay về phía trước. Các bạn nhấp lên xuống biên độ thật thấp. Không cần các bạn nâng quá cao này nha các bạn. Cảm nhận quan sát toàn bộ cổ tay, cẳng tay và vai của bạn đang được kích hoạt lên. Khi tác động một vật gì đó vào, các bạn nắm và kích hoạt thì căng tối đa và kích hoạt tối đa vào các hệ cơ của mình. Mời các bạn xoay hướng hai bàn tay vào bề mặt vẫn nắm quả tạ. Hít vào, hai tay các bạn mở ngang. Thở ra, khép hai tay của bạn lại. Hít vào. Tùy theo khả năng các bạn mở tay ngang. Thở ra thật chậm. Bà hít vào, thở, bốn hít vào, thở, một lần cuối hít vào, mời các bạn giữ lại theo khả năng mình, giữ, ba, hai, một, nhẹ nhàng khép hai tay của bạn lại, giữ, và đẩy về phía trước căng vai của mình, ba, hai, một, hai tay mở ngang, từ từ úp lòng bàn tay, nghiêng người sang bên phải thở. Hít vào, úp tay, nghiêng trái thở ra, tay phải song song mang tay, úp lòng bàn tay, hít lên, nghiêng sang phải thở. Hít, nghiêng trái thở. Hít vào, nghiêng sang phải thở ra. Hít, nghiêng trái thở. Hít lên, nghiêng sang phải thở. Mời các bạn giữ lại. Từ từ các bạn bỏ tay phải cũng tả các bạn đầy. Xuôi, các bạn đẩy sang, nghiêng sang bên phải, ấn chắc mông trái xuống sàn, tay trái song song với mang tay, mắt hướng nhìn lên. Hít thở đều. Hít vào, kéo cục tạ trở về, úp tay trái, nâng tay phải của bạn, hạ tay trái xuống sàn, mở tay trái ra, đẩy cục tạ của bạn nghiêng sang bên trái, tay phải nghiêng nào áp song song với mang tay, mắt hướng nhìn lên, căng dán toàn bộ cơ liên sườn, ấn mông phải xuống sàn. 3, 2, 1, từ từ thu tay trái, kéo tạ trở về, úp tay phải, nâng tay trái của mình lên. Mời các bạn hạ hai quả tạ xuống. Chúng ta tháo sen ra và nhấp gối. Mời các bạn xoay khớp cổ chân. Mời các bạn xoay ngược lại. Lắc hai cổ chân vào với nhau. Mời các bạn duỗi hai chân về phía trước, tách rộng hai chân bằng hông, mũi chân hướng nhẹ lên trần, ôm cơ bụng thẳng lưng. Hai cục tạ của các bạn nắm sang hai bên, hít vào, vươn hai tay lên cao. Mời các bạn xoay hướng hai quả tạ song song, hai lòng bàn tay hướng vào, vươn dài các đốt sống lưng về phía trước. Gập thở, gập từ khớp hông, chồm kéo giãn các đốt sống lưng. Hít vào, nâng lên. Lần hai xuống thở, cố gắng cố định tay vai, không rụt vai nào. Hít lên. Lần ba xuống thở, khi kích hoạt tác động để tả các bạn nắm, nó hơi nặng, các bạn cố gắng siết bây giờ. Hít vào, lần ba xuống thở ra. Hít lên. Một lần cuối cùng vươn dài gập thở,
mời các bạn dừng lại. Ba. Hai. Một, hít vào, nâng lên, hạ hai quả tạ, úp tay hạ hai quả tạ song song, đặt sát cạnh với mép thảm của mình. Co đầu gối chân phải của bạn khép hai chân lại, đặt chân phải qua đầu gối trái, rút cơ bụng lại. Tay trà tay phải của bạn cố định đầu gối phải, xoay người sang bên phải, tấn trỏ tay các bạn vặn, đặt tay phải ra sau. Mắt nhìn thấy cầu vai phải giữ lại, quan sát cảm nhận cột sống lưng của bạn đang được vận xoắn một cách thoải mái nhất, căng cơ đùi sau của chân phải của mình. Hít vào, mời các bạn trở về, hạ tay xuống dưới chân phải, chúng ta cùng đổi bên, đặt chân trái qua đầu gối phải, rút cơ bụng, xoay người sang bên trái, tấn trỏ tay phải, đặt tay trái ra phía sau vặn xoắn. Mời các bạn giữ lại. 3, 2, 1. Mời các bạn trở về, bắt chéo hai chân, quỳ lên trong tư thế con mèo. Và bỏ, chúng ta tiếp tục khởi động đến phần cột sống lưng. Bám tay xuống sàn. Mời các bạn tách hai đầu gối rộng bằng hông, ấn hai mu bàn chân xuống sàn, giảm áp lực vào đầu gối. Gù lưng hóp bụng thở, kéo giãn các đốt sống lưng của bạn. Hít vào, nâng đầu, vươn mở đai vai, vươn gáy. Về thở, cuộn cằm chạm xương ức, đẩy xương mu về phía trước, hướng xương cổ xuống. Hít, nâng đầu, vươn mở vai. Về thở, cuộn cằm chạm xương ức. Hít lên. Mở vai, không rụt vai. Về thở. Lần cuối, hít vào, nâng lên, mời các bạn giữ. 3, 2, 1, thở ra, kéo giãn các đốt sống lưng, mời các bạn giữ lại. 3, 2, 1, hít vào, nâng đầu, vươn mở vai, khép bớt hai đầu gối của bạn lại, đặt quả tạ của bạn lên phía trước. Mời các bạn hít vào, đi chân phải, nâng chân phải lên, hướng mũi chân xuống sàn. Tay trái của bạn nắm lấy quả tạ, nâng lên. Về thở, tay của các bạn co. Nào, co trỏ tay, đồng thời co đầu gối về phía trước, vẫn dội ngược phải. Hít vào, cố gắng bám chắc tay phải. Về thở, hít lên. Siết cơ bụng lại, thở ra. Hít vào, thở. Lần cuối, hít vào, mời các bạn giữ. 3, 2, 1, thở ra, co đầu gối và co trỏ tay. Mời các bạn giữ. 3, 2, 1, hít vào, đưa chân tay. Từ từ đưa tay ngang, chân của bạn chếch khoảng 35-45 độ tùy theo khả năng của bạn. Giữ. 3, 2, 1, hít vào, trở về, hạ tạ xuống, hạ tay trái, hạ gối chân, chúng ta cùng đổi bên. Hít vào, nâng chân trái của bạn lên, hướng đạp gót chân ra sau, mũi chân hướng xuống sàn, tay phải nắm tạ, nâng lên. Có nhiều cách úp tay hoặc các bạn, tay của các bạn đẩy thẳng tạ về phía trước cũng được. Thở ra, co đầu gối và trở tay. Hít vào. Về thở. Trong tư thế này các bạn có thể chống chân phải lên cũng được. Hít, nhưng các bạn không bị đau đầu gối nha. Đau đầu gối các bạn lót vào. Thở ra. Hít lên. Thở. Lần cuối, hít lên, rồi ngược vai, siết cơ bụng, ổn định khớp hông, hướng mũi chân xuống sàn, mắt nhìn đầu thảm, rồi ngược vai, không sụp vai. Thở ra, co đầu gối và trò tay, mời các bạn giữ lại. 3, 2, 1, hạ tạ sang một bên, các bạn từ từ hạ tay, hạ gối chân xuống sàn, mời các bạn từ từ thở.
Mấy các bạn hướng hai mũi tay ra bên ngoài, nghiêng vai sang phải, nghiêng vai sang trái, căng giãn hệ vai và cổ tay. Từ từ trở về hướng hai mũi tay ra phía sau, hít vào một hơi thở ra, hạ mông kéo lưng ra sau, ấn bàn tay xuống sàn, hít lên, lần hai thở ra, hít, một lần cuối, thở ra, hạ mông ra sau, kéo mông ra sau, căng cổ tay của bạn như bò. Hai, một, hít vào trở về, hướng hai mũi tay vào. Rồi mời các bạn đẩy dội ngược vai của mình lên, giữ, ba, hai, một, mời các bạn trở về. Chống hai mũi chân, đẩy hông lên cao trong tư thế chó úp mặt. Đạp hai gót chân xuống sàn, bạn nào chưa sự linh hoạt cơ gân khoeo lưng các bạn có thể nhón gót chân và co đầu gối. Về thở trong tư thế tấm ván, mông lưng vai trên một đường thẳng. Các bạn căn chỉnh lại tư thế của mình, hít vào, rút bụng, đẩy hông lên cao. Về thở tấm ván, bám tay dội ngược vai, siết cơ bụng, hít lên. Về thở, hít vào, thở ra, hít lên, lần cuối thở ra, mời các bạn giữ lại, ba, hai, một, mời các bạn hạ gối chân, đổ vai qua cổ tay, siết cơ bụng, hạ ngực bằng tay cá sấu, duỗi mũi chân lướt người lên, rắn. Hạ xuống thở, mời các bạn chúng ta nắm hai quả tạ. Hai quả tạ, hai tay của bạn đưa về phía trước. Hít vào, nâng tay vai đầu và chân áp sát xuống sàn, khép hai chân lại, duỗi mũi bàn chân. Hít vào, từ từ nâng hai tay và đầu lên, hít lên. Thở ra, hơi nặng các bạn cố gắng nhé. Hít vào, thở, ba, hít lên, thở, bốn, hít lên, thở, lần cuối hít vào, nâng lên. Mời các bạn giữ, thở ra xuống. Mời các bạn chúng ta đặt hai quả tạ sang hai bên, hai tay chống bằng ngực, nâng vai nâng hông, rút cơ bụng chống mũi chân, gấp lại cho úp mặt, đẩy hông lên cao. Hít vào, bước chân phải lên giữa hai tay, hạ gối chân phải, duỗi mũi chân áp sát mu bàn chân trái xuống sàn, trụ chân phải từ đầu gối đến gót chân vuông góc, ổn định khớp hông. Hai tay nắm lấy tạ, hít vào, nâng tạ lên cao, hai tay nâng lên, hai bàn tay hướng vào với nhau, nâng ngực, mở vai, vươn các đốt sống lưng. Thở ra, đặt quả tạ ấn chắc xuống, rút bụng, đẩy hông ra sau, co đồ gối chân phải, hít vào, hai tay vươn lên, nâng ngực, vươn các đốt sống lưng lên tối đa. Về thở, rút bụng, đẩy hông, ổn định khớp hông. Một lần cuối cùng, co đồ gối chân phải, hít vào, hai tay vươn lên, hai tay song song nắm hai tạ, ổn định khớp hông, trụ chắc chân phải, giữ lại, ba, hai, một, hít lên, đặt quả tạ, hai tay đặt bằng mũi chân, rút cơ bụng, đẩy hông ra sau. Mời các bạn giữ, co nhẹ trò tay, trải dài các đốt sống lưng, kéo căng cơ gân khoeo, trải dài, kéo giãn các đốt sống lưng.
co đầu gối chân phải của bạn. Chống mũi chân trái, hít vào từ từ nâng đầu gối chân trái, ổn định khớp hông siết cơ bụng, hít hai tay nắm lấy tạ nâng người lên, ấn đầu gối chân phải vuông góc. Đầu gối chân trái của bạn thẳng hướng gót chân ra phía sau, ôm cơ bụng của bạn lại, hít vào hai tay vươn lên. Về thở, vươn dài các đốt sống lưng về phía trước 45 độ. Hít lên. Lần hai, thở. Hít vào. Thở. Hít lên. Thở. Lần cuối hít lên, mời các bạn giữ lại 3, 2, 1. Vươn dài về trước gặp 45 độ, rút cơ bụng tấn bám chắc chặt. 3, 2, 1. Hít vào, hai tay dang ngang, xoay người sang bên phải, mời các bạn giữ lại vặn theo khả năng của mình. 3, 2, 1. Hít vào, trở về. Mời các bạn tấn đầu gối chân trái xuống, hướng xuống sàn, hai tay ra ngang. Mời các bạn giữ lại 5, 4, 3, 2, 1. Hạ xuống, đặt hai quả tạ sang hai bên. Mời các bạn duỗi mũi chân trái, thở ra. Mời các bạn hạ mông ra phía sau gót chân, lấy mông ra khỏi gót chân của mình, hơi thả lỏng trải dài các đốt sống lưng, gập giữ lại theo khả năng của bạn. 3, 2, 1. Chống tay bằng đầu gối chân phải, hít vào nâng mông ra khỏi gót, đạp bàn chân phải, đặt tay hai tay bằng mũi chân phải, nâng đầu gối chân trái, hơi rút vải ra sau trong tư thế tấm ván. Mông lưng vai trên một đường thẳng, xoay hai mũi chân sang phải, hạ gối chân trái, tấn chân trái sang một bên, tay phải nắm lấy tạ, hít vào vươn lên cao. Về thở, tay xuôi theo thân, hít lên. Thở ra úp tay, tay xuôi theo thân, hít vào vươn lên. Thở ra, hít lên. Về thở. Lần cuối hít lên và giữ lại. 3, 2, 1. Mắt nhìn xuống úp vai, đặt tạ sang một bên, xoay hai mũi chân trở về tập ván. Xoay hai mũi chân sang trái, hạ gối chân phải, đưa cẳng chân của bạn sang bên phải tấn xuống, áp sát bàn chân trái xuống sàn, tay trái nắm lấy tạ, hít vào vươn lên cao, mắt nhìn theo tay. Về thở, tay xuôi theo thân của mình, hít vào, thở, cố gắng dội ngược vai phải lên, ôm cơ bụng của mình lại, hít lên, thở, hít vào, thở. Lần cuối hít lên, vươn kéo căng hai bả vai, giữ. 3, 2, 1. Tay xuôi theo thân, mắt nhìn xuống, đặt tạ sang một bên, hạ tay trái, xoay gót chân trái, lùi phải ra sau trong tư thế tập ván. Xuống Chaturanga, lướt lên, rắn không chạm sàn, đẩy ngực ức, bỏ vai, duỗi căng mũi chân, hít vào rút bụng đẩy hông lên cao, cho úp mặt thở. Mời các bạn thở, hít vào bước chân trái lên giáp với ngón tay cái, hạ gối chân phải duỗi mũi chân, hai tay nắm lấy tạ của bạn, hít vào hai tay nâng lên, hướng hai bàn tay vào với nhau, nâng ngực mở vai vươn các đốt sống lưng, thở ra đặt tay xuống, ấn quả tạ, duỗi mũi tay, co nhẹ trở tay đẩy hông ra sau, gập, kéo giãn cơ gân khéo của bạn.
hít vào, co đầu gối trên trái lần hai, hai tay của bạn nâng lên, tay xa lỗ tai, cố gắng ôm cơ bụng của bạn lại chủ chắc chân, vươn, vươn dài về trước, gập xuống, đặt tay bằng mũi chân, duỗi mũi tay ra, đẩy hông ra sau, gập người xuống và giữ lại, ba, hai, một, co đầu gối chân trái, hai tay nắm lấy quả tạ, hít vào, nâng hai quả tạ lên, nâng ngược vươn các đốt sống lưng của bạn, giữ, ba, hai, một, hít vào, nâng lên, đặt hai quả tạ xuống, chống tay bằng mũi chân, chống mũi chân phải, nâng đầu gối chân phải lên khỏi sàn, chủ chắc chân trái, ổn định khớp hông của bạn, hai chân không nằm trên một đường thẳng, nằm trên hai đường thẳng song song, hai tay nắm qua tạ, nâng thẳng người lên, mời các bạn ổn định khớp hông của mình, siết cơ bụng lại, hít vào, nâng hai quả tạ của bạn lên, về thở, vươn người về trước, đưa hai quả tạ ra phía sau, vươn, hít vào, hai tay nâng lên, vươn lên cao, thở ra, ôm hết cơ bụng, vươn người về phía trước, hai tay đưa ra sau, hít vào, thở ra, hít lên, thở, hít. Lần cuối nâng lên, mời các bạn giữ 3, 2, 1, thở, hai tay đưa ra sau, giữ 3, 2, 1, hít vào, nâng lên, co đầu gối chân phải, hai tay ra ngang, giữ lại, 5, 4, 3, 2, 1, hạ hai tạ sang hai bên, đặt tay bằng chân, rút trái ra sau trong tư thế tập vạn. Mời các bạn hạ trỏ tay phải, hạ trỏ tay trái tập vạn thấp. Mời các bạn giữ ở đây 5 hơi thở. 5 4 3 2 1 hạ gối, bụng, ngực chán chạm sàn. Hai tay đặt chồng lên nhau, nghiêng đầu sang phải thở. Chúng ta đổi bệt, xoay đầu sang trái thở. Xoay đầu trở về, gấp chân phải. Các bạn quán tay trái ra sau, nắm cổ chân phải. Tay phải của bạn nắm lấy qua tạ đưa về trước, hít vào đẩy chân lên cao, mở căng vai, đồng thời duỗi mũi chân trái, nâng tạ của bạn lên, nâng tay lên, về thở hạ xuống, hai, hít lên, thở, một lần cuối, hít vào đẩy chân lên cao, nâng lên giữ, ba, hai, một, thở ra, hạ xuống. Mời các bạn chúng ta cùng đổi bệt, gấp chân trái lại, quạt tay phải ra sau, nắm lấy cổ chân, đóng cổ chân lại, duỗi căng mũi chân phải, hít vào đẩy chân lên cao, nâng tạ lên, duỗi mũi chân phải, thở ra, hạ xuống, hai, hít lên, thở, một lần cuối, hít vào, nâng lên, mời các bạn giữ 3, 2, 1, thở ra, hạ xuống, mời các bạn thu hai tay về bằng ngực, nâng đầu, nâng vai, chống mũi chân, gấp lại tư thế cho úp mặt, đẩy hông lên cao. Các bạn đi bộ chân tại chỗ, khởi động đùi chân và lòng bàn chân, hít và thở, hít, thở, từ từ co nhón gót
hai ngón hai gót chân co đầu gối chân phải, nghiêng nhẹ mông sang bên phải, xoắn vặn vào eo phải của mình, căng hông lườn trái. Đổi bên, nhón gót chân trái co đầu gối chân trái, từ từ xoắn co đầu gối chân trái vặn vào, xoắn vào eo trái của bạn. Hít vào trở về, rút bụng đẩy hông lên cao, nhón cao hai gót chân của bạn lên. Hít thở, co hai đầu gối chạm về bụng, nhìn về phía trước, bật hai chân lên giữa hai tay. Thở hết hơi ra, hai tay nắm cò tạ, hai tạ ôm cơ bụng, hạ mông ra sau tư thế cây ghế, đồng thời nâng hai tay của bạn lên, chia lực ra lòng bàn chân của mình. Mời các bạn từ từ đi tay, tay phải của các bạn đưa ra phía sau. Hít vào, thở ra, siết cơ bụng tay trái. Hít, thở, hít, thở, hít, thở, hít, thở. Lần cuối hít giữ lại 3, 2, 1, tiếp tục đổi bên giữ 3, 2, 1, đưa hai tay hít vào nâng thẳng lên, hạ tay xuống thở. Mời các bạn tách rộng hai chân bằng cạnh vai ngoài, bám hai chân xuống sàn. Hít vào đưa hai tạ về phía trước, hai tay đưa về phía trước, nắm chắc lấy tạ. Hít vào, hai tay mở ra. Thở ra. Hít. Thở. Hít, siết chắc cơ bụng, giữ cố định. Thở. Hai lần nữa, hít vào. Thở. Lần cuối hít, úp tay xuống. Thở ra. Hít vào, nâng hai tay ngang, thở, hai hít lên, thở, ba hít vào, thở, bốn hít, thở, lần cuối hít giữ lại, 3, 2, 1, thở. Mời các bạn khép hai chân lại, nhón gót chân phải. Mời các bạn cố định cái phần hông của mình, bám chắc chân trái xuống sàn. Nâng đầu gối chân phải, ổn định khớp hông của bạn, bám trụ chắc. Đóng cổ chân phải lại, hai tay của bạn nâng ra ngang, giữ lại. 5 4 3 2 1, co đầu gối chân trái, mời các bạn siết cơ bụng, tiếp tục giữ. 5 4 3 2 1, đạp chân phải ra sau, vươn người về trước, hai tay ngang trong tư thế con chuồn chuồn. Co đầu gối chân trái, hướng mũi chân phải xuống sàn, giữ. 3 2 1, mời các bạn trở về, hai chân phải xuống. Tiếp tục đổi bên, nâng năm đầu ngón chân phải, ấn chắc gờ ngón chân phải xuống sàn, ngón cái bám chắc các ngón chân, nhón chân trái của bạn lên, từ từ ổn định khớp hông, nâng chân trái lên khỏi sàn, đóng cổ chân lại. Hít vào, hai tay của bạn nâng lên ngang. Mời các bạn giữ lại, 3, 2, 1, tấn co đầu gối chân phải của bạn. Tiếp tục mời các bạn giữ siết cơ bụng tại đó. 5 4 3 2 1 Ôm cơ bụng, đạp chân trái ra phía sau, vươn người về phía trước, hai tay ra ngang, vẫn ra ngang. Co đầu gối chân phải của bạn, ổn định khớp hông, hướng mũi chân trái xuống sàn, giữ. 3 2 1, mời các bạn trở về, hạ tay xuống.
Mời các bạn lắc tách rộng hai chân bằng cạnh vai ngoại, lắc hai cổ tay của bạn, lắc nhẹ. Mời các bạn bắt chéo hai chân và ngồi xuống. Hai chân của bạn tách rộng ra bên ngoài thảm. Hai tay của bạn nắm vào hai đầu của quả tạ. Hít vào, nâng tay lên vai. Xoay người sang bên phải, vươn theo chân phải gặp thở. Hít lên. Trong khi nằm tạ, nếu biên độ hẹp như vậy nó sẽ bị ép cái phần vai. Các bạn vẫn có thể nằm hai quả tạ cũng được, nhưng cố gắng kiểm soát hệ cơ của mình. Xoay người sang bên phải, vươn gập lại để các bạn gập thở. Hít lên. Xoay người sang bên trái, vươn gập thở. Hít vào. Phải thở ra. Hít lên. Trái thở. Hít. Một lần cuối, phải thở. Mời các bạn giữ ba, hai, một. Hít vào, từ từ trái thở. Mời các bạn giữ ba, hai, một. Hít, mời các bạn xoay trở về, hạ xuống thở. Các bạn chống hai tay phía trước, hai chân của các bạn tách cách mép thảm khoảng một bàn chân, hoặc các bạn khép song song sát với mép thảm cũng được. Chống hai mũi tay, dội ngược vai, rút cơ bụng, duỗi mũi chân. Hít vào, nâng chân phải của bạn lên. Thở ra. Hít chân trái. Thở. Hít vào phải. Thở. Hít trái. Thở. Hít vào phải, giữ lại. Ba, hai, một. Thở, hít vào trái. Cố gắng đừng ngửa lòng bàn chân, úp xoay cái đùi vào bên trong. Mời các bạn giữ ba, hai, một. Hạ thở. Mời các bạn khép hai chân lại. Co hai đầu gối. Mời các bạn nắm sau cẳng chân, nâng 10 đầu ngón chân lên, siết cơ bụng, đạp hai gót chân, co đầu gối vuông góc. Hai tay nắm lấy tạ, hướng hai bàn tay vào, đẩy tay thẳng ra. Mời các bạn giữ lại. Ba, hai, một. Mời các bạn đạp thẳng chân ra, tiếp tục giữ. Ba, hai, một. Mời các bạn chúng ta siết cơ bụng và nằm xuống. Hai tay của bạn đưa ra sau đầu. Hít vào, nâng tay, vai, đầu và chân lên trong tư thế con thuyền thấp. Hít lên. Thở. Hai, hít vào. Thở. Ba, hít lên. Thở. Hai tay xuôi theo thân. Hít vào, nâng hai tạ vượt. Thở. Hít lên. Thở. Hít vào. Thở. Lần cuối, hít lên. Mời các bạn giữ lại. 5, 4, 3, 2, 1. Thở ra. Co hai đầu gối lại. Hai chân cách mông khoảng 1 đến 1 bàn chân rưỡi. Áp sát hai bàn chân xuống sàn. Hít vào, nâng đầu và vai lên. Nâng hai quả tạ của bạn lên khỏi sàn. Nghiêng người sang bên phải. Tạ có thể chạm vào gót chân phải. Hít vào, trái thở. Hít. Phải thở. Hít. Trái thở. Hít. Phải, giữ lại. Ba, hai, một. Hít.
trái thở như 3 2 1 hít vào, mời các bạn hạ xuống thở. Đặt hai quả tạ sang hai bên, kéo hai gót chân gần về mông, cách mông khoảng nửa bàn chân. Hai tay xuôi theo thân, áp sát bàn tay xuống sàn. Hít vào nâng hông, đẩy ngược lên cằm chạm ngực, tư thế nửa bánh xe. Về thở hạ xuống, hai hít lên, về thở, ba hít vào, thở, bốn hít, cố gắng đổ khung xương chảo ra sau, nâng hông đẩy ngược lên, ấn chắc tay xuống sàn, thở. Một lần cuối cùng, hít vào nâng lên, hai tay nắm lấy một quả tạ đẩy ra, hai bàn tay nắm lấy hai đầu tạ, đẩy ấn chắc cho tay xuống sàn, cánh tay xuống sàn tối đa. Mời các bạn được nữa nhón cao hai gót chân của mình lên, giữ, bó, hai, một. Mời các bạn lấy tạ ra khỏi hông, hạ từng đốt sống lưng xuống, hai tay ôm lấy đầu gối hướng đùi về bụng của mình. Mời các bạn giữ. Mời các bạn lăn lưng trái phải, massage lưng. Hai tay nắm lấy đầu gối xoay từ phải sang trái. Mời các bạn xoay ngược lại. Hai tay của bạn ra ngang úp lòng bàn tay, nâng hai chân hướng lên trần. Các bạn vẽ đi 360 độ của chân, xoay hai chân từ phải sang trái, siết cơ bụng của bạn lại. Mời các bạn xoay ngược lại. Một lần nữa. Trở về hai chân hướng lên trần, hai tay ngửa lòng bàn tay, mời các bạn nằm thả lỏng. Hít thở đều. Co hai đầu gối, hai tay nắm cạnh ngoài của trần, hướng thúc hai đầu gối xuống dưới sàn. Mời các bạn giữ. Tư thế happy baby, kéo căng giãn toàn bộ phần đùi, cơ đùi và khớp hàm của bạn. Nghiêng sang phải, nghiêng sang trái, lăn nhẹ phần lưng của mình. Khép hai đầu gối lại, hai tay nắm cẳng sau của chân, ôm cơ bụng, các bạn lăn tròn, siết cơ bụng lại khi lăn. Mở hai chân, hai tay nắm mũi chân, chân cách khớp háng khoảng hơn một bàn chân, vươn dài về trước gặp thở. Mời các bạn giữ lại, kéo dài các đốt sống lưng, hít vào nâng người lên. Mời các bạn hai tay đưa về phía trước, siết cơ bụng và nằm xuống, hạ hai tay, tách rộng hai chân sát mép thảm. Hai tay xuôi theo thân, đặt trong thảm của bạn, nâng mông và vai lên, căn chỉnh cơ thể của bạn nằm trên một đường thẳng. Mời các bạn khép nhẹ mắt lại và thả lỏng toàn bộ cơ thể. Hít vào, thở ra, hít thật nhẹ, thở êm êm, thư giãn tối đa. Thank you.
các bạn đưa ý thức trở lại với căn phòng, cứ đong nhẹ các đầu ngón tay, nhúc nhích các đầu ngón chân, nghiêng đầu sang phải thở, từ từ nghiêng đầu sang trái thở, trở về chính diện, hai tay đan lại đưa qua đầu, khép hai chân, duỗi và kéo căng cơ thể của bạn tối đa. Mời các bạn nằm nghiêng sang một bên, bên nào cũng được. Chống tay và ngồi dậy, ngồi trong tư thế thư giãn, hai tay của bạn đặt lên đầu gối, khép mắt lại, hít thở đều. Mời các bạn từ từ nâng hai tay lên, chắp hai tay trước ngực, chúng ta cùng niệm tiếng Om Shanti. Hít vào đưa hơi xuống bụng. Om Shanti, 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 cầu bình an cho tôi. Shanti cầu bình an cho các bạn, gia đình, người thân và bạn bè. Shanti cầu bình an cho toàn thế giới. Cảm ơn các bạn đã theo dõi và cùng tập với An Việt. Namaste.